Em xin anh đừng làm như thế với em à. Lại đây với anh. Em vẫn chắc chắn là vợ của anh. Con đang đi đến công ty rồi. Mẹ cứ yên tâm, sẽ ra dáng giám đốc cho mẹ xem. Mà mẹ nói với anh ấy là con về nước à? Mẹ cứ từ từ đã, phải xem là bọn con có duyên với nhau hay không. Mày đi ngay, nhanh. Không anh ơi, em xin anh đừng làm như thế với em à. Em xin anh đấy. Mày có nghe rõ những gì tao nói không? Em xin anh, nó là con của anh, nó là giọt máu của anh. Anh nó giết con của mình sao anh ơi. Mày đừng có lôi cái thai ra để mà níu kéo tao nhá. Mày ấy cũng chỉ là cái con nhân viên quét dọn vệ sinh quèn thôi. Mày lấy cái gì để mà níu kéo tao chứ? Đừng có nói về nghề nghiệp, nói về gia thế. Mày cũng không thể nào mà so sánh với tao được. Đã thế ấy, mặt lại còn đầy mụn nữa. Nhìn chúng ta vẫn tởm rồi. Mày nghĩ tao thích mày lắm à? Hả? Nhưng mà chính anh là người làm cho tôi có thai. Alo, công an ạ? Tôi muốn báo án. Ở đây có một người bảo hành phụ nữ có thai. Mày mà không phá cái thai ấy thì đừng có mà hòng thoát khỏi tay tao nghe chưa? Cô gái, cô có làm sao không? Bụng của tôi đau quá. Được rồi, chờ một chút để tôi gọi xe. Cố lên. Cùng sữa đi. Em cảm ơn chị ạ. Bác sĩ bảo cũng may em bé không sao. Thế nhưng mà cô vẫn phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thêm. Cô chú ý đấy nhá. Cảm ơn chị. Nếu như mà cô chưa có nơi nào để đi thì cô cứ ở lại đây. Cảm ơn chị. Chị tốt với mẹ con em quá. Có chuyện này tôi hỏi ý không phải. Chồng của cô, tại sao anh ta lại cư xử như vậy? Anh ta không phải chồng của em ạ. Không phải chồng của cô? Thế anh ta là... Anh ta là trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn Thuận Tú ạ. Tập đoàn Thuận Tú? Trưởng phòng kế hoạch? Dạ vâng, chị biết ạ. Cô gái. Em uống đi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em thấy trong người như thế nào rồi? Dạ, em cũng đỡ rồi ạ. Mà anh trông em như thế này, chắc là em mới ở quê lên có đúng không? Dạ vâng, sao anh biết ạ? Nhìn em cái ấy, là anh đã đoán ra ngay rồi. Anh hay giúp đỡ những người mới ở quê lên lắm. Dạ vâng ạ. Nhà em ở quê khó khăn lắm. Mẹ em thì bị bệnh mà lại không có tiền để chữa chạy. Hơn nữa em trai em còn nhỏ, đang độ tuổi đi học nữa. Khổ thật đấy. Hay là như thế này đi. Em có muốn làm việc ở đây không? Làm việc ở đây ạ? Ừ. Dạ, em không dám mơ đâu ạ. Ê, có gì đâu mà không dám mơ. Mới đầu ấy thì em cứ làm quét dọn vệ sinh thôi, xong sau đó dần dần em học lên rồi làm ở vị trí cao hơn, được không? Thật như vậy à? Ôi, thế thì tốt quá. Em cảm ơn anh ạ. Không cần cảm ơn anh đâu. Giúp được những người như em ấy là anh đã vui rồi. Anh là anh thương em là chủ yếu thôi, chứ có cái gì đâu, đúng không? Vâng ạ. Yeah. Trang. Dạ, anh Sang. Anh mua cho em chai nước này, em uống đi. Cảm ơn anh ạ. Anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn quan tâm chăm sóc em nữa. Có gì đâu. À, anh bảo này, tối nay đến nhà anh chơi nhá. Dạ. À, thì anh định nhờ em giúp đỡ mấy việc ấy mà, nhá. À, dạ vâng ạ. Anh đã giúp đỡ em nhiều như thế rồi, nếu như em có thể giúp gì cho anh cứ nói với em ạ. Ừ, ok.
Thế tối nay đến rồi chúng mình sẽ biết nhá. Dạ vâng ạ. xong rồi nhá. Công việc thế thôi nhá. Ok. Anh ơi, em vừa dọn xong bếp rồi ạ. À thế à? À thế em ngồi xuống đây. Đây em ngồi xuống đây. Uống với anh ly rượu nhá. Dạ anh ơi, em không biết uống rượu ạ. À kìa, rượu vang mà nhẹ lắm. Em mà không uống ấy là coi như là hơi bị thất lễ với anh đấy. Dạ em cảm ơn anh còn không hết, làm sao dám thất lễ với anh ạ. Thế thì uống đi, uống đi. Đấy, rượu vang mà, nhẹ lắm. Đấy, uống đi. Đấy, ngon không? Như nước nho ấy. Ôi, ôi. Lại đây là em gái. Đến... Nằm lên đây nào em gái ơi. Em thật là gột khỏa nào lại đây với anh. Tôi đã uống hết cái cốc thuốc đấy rồi á. Công nhận anh diễn giỏi thật đấy. Khiến cho mẹ tôi tin anh là người tốt. Lại còn định chọn anh làm con rể nữa chứ. Con rể á? Chủ tịch. Sao? Thì có nghĩa em là Trang à? Đúng vậy. Chào anh. Màn ra mắt của chúng ta có vẻ hơi khác người nhỉ? Trang ơi, Trang, em cho anh xin em nhá. Tại anh không biết đấy là em tôi. Không phải, vì là do anh yêu em quá. Thế nên anh sợ mất em, thế nên anh mới phải làm thế thôi. Trang, cho anh xin nhá. Cái gì cơ? Yêu tôi á? Thích tôi á? Thế đây là cái gì? Anh không trả lời được đúng không? Để tôi nói cho anh biết nhá. Tôi đâu có ngu. Anh có biết cô Ngọc không? Ngọc á? Đúng. Thật may là tôi đã gặp được cô ấy. Cô ấy đã kể tôi nghe tất cả mọi chuyện rồi. Mọi chuyện là như thế nào? Cô kể rõ được không? Em là một cô gái nông thôn. Em lên thành phố để tìm việc. Nhưng mà tìm mấy ngày rồi không có. Mà ở quê nhà em thì nghèo lắm. Rồi sao nữa? May sao em gặp được anh ta. Anh ta còn giúp em. Anh ta đưa em đến gặp chủ tịch để xin vào tập đoàn làm lao công. Em biết ơn anh ta lắm. Rồi chuyện thế nào nữa? Anh ta không chỉ giúp đỡ mình em mà còn giúp đỡ nhiều cô gái khác. Mà chủ tịch lại là người thương người nên rất quý anh ta. Em nghe người trong công ty nói bà ấy còn sẽ hứa là sẽ gả con gái của bà ấy cho anh ta nữa. Còn có cả chuyện đó nữa à? Em tin tưởng anh ta, nhưng mà không ngờ một lần anh ta mời em uống rượu. Vì cũng có cảm tình với anh ta nên em nhận lời. Nhưng mà hôm đấy em mới chỉ uống một cốc thôi. Bình thường thì em ít say lắm, nhưng mà uống xong thì em ngất luôn. Sau này em mới biết trong rượu bị bỏ thuốc chị ạ. Cái gì? Anh ta bỏ thuốc vào rượu á? Sau đó anh ta hại đời em, còn quay lại clip nữa. Quay lại cả clip? Vâng.
quay lại clip để tống tiền. Đúng là khốn nạn mà. Nhưng sau đó em lỡ có bầu, anh ta sợ ảnh hưởng đến công việc sẽ cưới con gái chủ tịch nên anh ta ép em phá. Là cái chuyện mà hôm nay tôi nhìn thấy đấy à? Em còn biết được, không chỉ mình em bị hại mà còn rất nhiều cô gái khác cũng bị anh ta giở trò rồi quay lại clip để tống tiền chị ạ. Tên khốn đấy, cứ chờ rồi xem. Chúng ta đúng là có duyên nhưng mà không có phận. Mọi chuyện ngày hôm nay đã lộ rõ bộ mặt thật của anh rồi. Chàng à, anh im đi, đừng có gọi tên của tôi từ cái miệng thối tha của anh nữa. Từ ngày mai anh cũng không cần phải đi làm nữa đâu. Bây giờ anh tính tự ra đầu thú hay là để công an đến tận nhà mời anh đi? Không được, em đã là vợ của anh thì dù thế nào em vẫn chắc chắn là vợ của anh, em không đi được. À, có vẻ như là anh chưa tìm hiểu kỹ về tôi. Ngoài việc là con gái của chủ tịch ra thì tôi còn được mọi người gọi là Trang tỷ đấy. Đồ khốn ạ. Con ngủ rồi hả em? Em học bài xong chưa? Nhờ có chị mà hai mẹ con em có chỗ ở, em còn lại được chị cho đi học nữa. Em cảm ơn chị nhá. Chúng ta đúng là có duyên với nhau. Chị cũng muốn em học thật tốt để còn làm trợ lý cho chị và còn nuôi con nữa chứ. Đây, chị có cái này tặng em. Đây là gì hả chị? Đây là combo trị mụn trứng cá của tập đoàn Kohino, gồm có viên uống Riskin Clean Net uống bên trong và serum mụn Riskin Clean Up Net bôi bên ngoài, có tác dụng loại bỏ mụn trứng cá, mụn bọc, mụn mủ nhanh gấp đôi so với bình thường, lấy lại một làn da mịn màng, trắng sáng mà không còn thâm sạm nữa. Các trường hợp mà da bị dị ứng, mẩn ngứa, nổi mụn sử dụng sẽ rất là có hiệu quả. Sản phẩm này có tem xác thực điện tử cao cấp chống hàng giả nên em cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Em cảm ơn chị nhé. Em dùng thử luôn đi. Vâng ạ. Ngọc, Trang. Anh mới ra tù đấy à? Hy vọng là anh có thể trở thành một người tử tế. Báo chí viết về anh nhiều lắm đấy. Không biết là cuộc sống sau này của anh sẽ gặp khó khăn như thế nào, bởi vì chẳng có nơi nào họ lại muốn tuyển dụng một người như anh cả. Ngọc ơi, em nói với Trang giúp anh một tiếng, cho anh xin một chỗ làm được không? Nếu như có một điều ước, tôi ước sẽ không bao giờ gặp anh. Anh đừng gặp tôi nữa. Em nói đúng lắm. Thôi, anh đi đi. Dạ, nhờ có chị, nhờ có bộ sản phẩm trị mụn trứng cá Riskin của tập đoàn Kohino mà em đã thay đổi được bản thân mình, tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em dại gì mà đánh mất nữa hả chị? Hãy luôn tự tin và xinh đẹp như thế nhá. Thôi, mình đi đi. Điều kỳ diệu